bạn thân mến, bắt đầu chương trình đào hốc để trồng bầu ạ. Ngày xưa tôi còn nhớ, hồi còn bé thì nhà mình ở cũng trồng bầu, thì ông hay đổ rác từ cách đấy mấy tháng ấy ạ, thì đào một cái hố, xong bắt đầu là có rác thì cứ cho vào đấy. Thế là đến lúc mà đến mùa trồng mướp với trồng bầu ấy thì chỉ việc đặt là xong, và rất là sai quả. Nhưng mình ở đây là vì đất rất là quý, cho nên là không có thời gian để có thể là đổ đất được, không có thời gian cho đất nghỉ ngơi để đổ được rác là như thế. Mình trồng quanh năm gối vụ này, con sen đất này các bạn này, rất đơn giản, chỉ có bắt đây thôi ạ, không có cách nào khác ạ. Các bạn ạ, thí dụ nhá, nhà các bạn mà dùng hộp xốp ấy, thì ta có thể là đổ hoàn toàn đất mới vào, thay cái đất cũ đi. Thế còn nhà mình ở đây này cũng ở sân thượng, nhưng mà nhà mình trồng theo luống, thì mình đào hết cái này đi, và mình đổ cái phân trùng quế mà mình đã làm ấy ạ. Trường hợp mà phân trùng quế mà hoai được nhiều ấy, để lâu được 2-3 tháng thì càng tốt, nhưng mà mình làm nói thật cũng không đủ dùng. Thế là mình sẽ đào hố và đổ cái phân trùng quế mà mình mới ủ được độ tháng xuống đây, đơn giản đấy thôi ạ. Vì là đất nó ẩm cho nên rất nhiều con sen đất, thì mình bắt nó đi các bạn nhé. Mình không dùng thuốc. Đất ẩm nó rất nhiều giun này. Đấy, bản thân đất có giun như thế này rồi. Rất là tốt đấy ạ. Mình không dùng bất kỳ một loại thuốc trừ sâu nào. Cho nên là cây rất là khỏe, đất khỏe. Mình không dùng bất kỳ một loại thuốc trừ sâu nào. Đấy, rất nhiều giun ạ. Tại vì là hôm nọ bên cạnh đây là gốc mướp, thì mình bón nhiều phân trùng quế lắm các bạn ạ, cho nên là giun nó phát triển. Mình đào hố tương đối sâu một chút, và mình đổ cái thùng mà cái phân trùng quế mà mình đã ủ thì cách được mới được có một tháng thôi. Đấy, rất nhiều giun ạ. Đấy, những con giun rất là to này. Rất nhiều giun, đất như thế mới tốt đấy các bạn nha. Mình cố gắng là đừng để làm cho những con giun nó bị tổn thương. Trồng thế này thì nhà mình mọi người bảo có tay trồng bầu và tay trồng mướp, nhưng thực ra thì chả phải cái tay gì đâu ạ. Bầu, mướp, cà chua, chanh, rất là sai quả. Không phải là cái tay trồng gì đâu, mà mình chủ yếu là người ta bảo, các cụ ngày xưa nói là nhất nước nhì phân, tam cần tứ giống. Cái điều đấy vẫn luôn đúng ạ. Vườn nhà mình là có cái hệ thống rãnh, cho nên là vườn lúc nào cũng ẩm ướt ạ. Kể cả nắng 36-37 độ thì mỗi hôm tưới một lần, hoặc 2-3 hôm tưới một lần cũng được. Nhưng mà nó lại có cái hệ thống thoát nước rất là tốt, cho nên là không hề bị ngập úng gì các bạn ạ. Thế là mình đã đào xong cái lỗ. Cái chỗ này mỗi chiều 40 các bạn ạ. Mỗi chiều 40, và sâu xuống chỉ được 30 thôi. Như vậy nó chỉ tương đương như là một cái thùng xốp của các bạn thôi nha, không phải là nhiều đâu. Đất trên sân thượng thì mình tuy đổ luống như thế thôi. Các bạn nhìn này, đây là rất nhiều rễ của cái cây mướp bên cạnh nó ăn sang đấy ạ. Mình cắt đi như thế này, xong mình đổ phân như thế, nó sẽ đâm những cái rễ mới ra, như một sự hồi sinh ấy các bạn ạ. Rất là tốt nhá. Đây, mình đổ cái phân này là phân trùng quế mà mình đã ngâm, mình đã ấy cách đây độ một tháng.
chưa đạt yêu cầu đâu, nhưng mà vì thời vụ đến rồi cho nên là vẫn phải dùng. Tiếp rồi, cứ bay đâu rồi. Đây. Mình ngủ được lâu hơn thì tốt hơn các bạn ạ. Nếu mình ngủ được 3 tháng là tốt nhất. Nhưng đây mình mới ngủ đây ạ. Đấy, phân đã chuyển sang màu đen như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ phủ đất vào để vài hôm. Không có mùi các bạn nhé. Rất là ok ạ. Vỏ trứng. Hôm nay xin được ít quả trứng cho luôn ở đây cho có phát si. Mình sẽ để như này vài hôm. Rác, rác nhặt bỏ đi. Không có mùi đâu các bạn ạ. Cũng hơi hăng hăng một chút ạ, nhưng không hề hôi thối gì các bạn nhé. Và trong này có rất nhiều những con chuồn đấy ạ. Rồi, bây giờ mình phủ đất lên. Đây là mình có thể trồng được bầu vào rồi. Vì đất trên sân thượng rất là quý hiếm cho nên là mình không có thời gian để chờ đợi các bạn ạ. Mình trồng hầu như là gối vụ. Nhiều khi trồng cà chua không làm được đất, cứ đào lỗ cho thôi, xong đó thì mình sẽ cải tạo dần. Chứ làm gì có đất để mà phơi 3 tuần. Phơi 3 tuần mới có thứ đâu. Bên cạnh gốc đây là gốc mướp, vẫn là đang ra quả rất là sai. Hôm nay phải được chục quả mướp đấy ạ. Một ngày không lên vườn là mướp đã bị già rồi. Thế thôi, ngày mai mình sẽ trồng rồi. Mua một gốc bầu trồng vào đây. Rác nhà bếp ấy mà mình ủ thành phân trùng quế thì nó sẽ không bị, không dẫn chuột về các bạn ạ. Không dẫn chuột về và không hôi, đấy là cái ưu điểm của việc rủ, của việc là ủ phân trùng quế. Không dẫn chuột về và không hôi. Đồng thời là mình ủ nó rất nhiều, phong phú các loại rau cho nên rất đủ dưỡng chất. Hầu như không phải dùng phân gì nữa các bạn nha. Cái này là yên tâm trồng một gốc gốc bầu ở đây là cứ yên tâm là hái quả thôi. Các bạn nhìn này nhá, các bạn nhìn nhà mình nhá, để rãnh nước của nhà mình đây này. Đấy, đây bên này là rãnh nước này. Thế cho nên là rễ cây nó ăn sâu xuống dưới rồi nó tụ hút nước lên, cho nên là không tưới cũng không hỏng mà các bạn ạ. Không cần phải tưới cũng không hỏng đâu ạ. Rễ cây và giun rất là nhiều. Mình đã làm xong đất để trồng bầu. Bây giờ sẽ làm sang nhiệm vụ khác.